Chiếc ngùn ngụt xe bồn chở xăng ở huyện Nhà Bè lan sang bãi phế liệu. Dinh News cho biết xe đang lưu thông trên đường Nguyễn Hữu Thọ, huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh. Xe bồn bất ngờ nổ lốp, tài xế xuống kiểm tra thì thấy lửa bùng lên bao trùm cả xe. Theo nhân chứng, khoảng 13 giờ ngày 3 tháng 2, xe bồn chở xăng mang biển số thành phố Hồ Chí Minh chạy trên đường Nguyễn Hữu Thọ, hướng quận 7 về huyện Nhà Bè. Khi đến gần giao lộ Nguyễn Văn Tạo, xã Long Thới, huyện Nhà Bè, xe bồn bị nổ lốp. Lúc này, tài xế xuống kiểm tra thì bất ngờ ngọn lửa bùng lên, bao trùm cả phương tiện. Đám cháy lan sang bãi phế liệu tại khu vực khiến nhiều người hốt hoảng tháo chạy. Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ công an huyện Nhà Bè đã đến hiện trường dập lửa. Đến hơn 14 giờ, đám cháy được khống chế, vụ cháy khiến bãi phế liệu và một phần xe bồn bị thiêu rụi. Hiện lực lượng chức năng huyện Nhà Bè đang phong tỏa đoạn đường qua khu vực để khám nghiệm, làm rõ nguyên nhân vụ việc. Anh em biết thêm chia sẻ nhé. Hầu vô đường nó đỡ hơn chứ. Rồi má vỏ nó cháy rồi thôi chứ.